Hello anh em, lại là mình đây. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em đi Vario Click ABSH combo full bô xăng lửa. Đầu tiên là mình xin giới thiệu cho anh em là full bộ nồi bên mình. Nồi mới 100% làm lên luôn nha anh em. Full trước sau, cái này là mình chỉ lấy tượng trưng cho anh em coi thôi. Đó, full trước sau mới 100%, nồi zin làm lên hoặc nồi đồ chơi thì shop mình có đầy đủ. Tiếp theo là bộ tăng nha anh em, bộ tăng KKBS. Mẫu này thì gắn cho AB125 Vario mẫu cũ với SH Việt Nam. Còn mẫu này là cho Vario 2018 đến 2020. Rồi tiếp theo nữa là Boforod. Chuẩn loại 1 full logo nha anh em. Đó, cổ bắt nhập hết. Tiếp theo là EQ ATE. Cục này thì có 4 máp chỉnh. Tiếp theo nữa là API. Cục này là chỉ có hai map thôi, gắn như là bao anh em EQ luôn. Tiếp theo nữa là họng ga nha anh em, họng ga co gió. Đó, cái này là họng đồ chơi TA Racing. Còn anh em thích lấy đồ zin làm lên thì shop mình cũng có luôn nha anh em. Đó, zin làm lên. Tiếp theo là lọc gió nha anh em. Đây là lọc gió DNA chính hãng nha anh em. Đó. Còn tiếp theo là lọc gió TRF cũng chính hãng luôn, lưới lọc rất là dày luôn nha anh em. Đó. Đó, bây giờ mình quay sơ lược cho anh em coi nha. Đó, EQ nè, gắn là bao EQ luôn, chạy là E cũng cu luôn. Đó, họng ga, lọc gió, nồi, bô. Đó, Boforod. EQ mình là gắn là bao gắn bao canh chỉnh luôn nha anh em, có bảo hành đầy đủ. Nồi cũng vậy luôn nha anh em. Đó. Bộ bên mình là bộ tăng bên mình là có tiêu đầy đủ nha anh em. Đó, có tiêu tháo rời, có ốc tháo rời được luôn. Đó, giá là bao hợp lý cho anh em luôn. Địa chỉ shop mình nằm tại 14 xẹt 1 cây keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Số điện thoại 0708 797935. Rất mong anh em gần xa ủng hộ shop mình.